chúng ta đi qua dốc Phò Mã thì chúng ta sẽ đến với phố cáo này. Đây là một cái thung lũng nhỏ. Đó, một thung lũng nhỏ. Và hai bên các bạn có thể nhìn thấy những cây đào, nó vẫn đang còn có hoa cả. Đó, rất là đẹp. Và một cái nét đặc trưng của những ngôi nhà của những người dân tộc ở tại nơi đây đó là đây, những ngôi nhà với tường đá. Đá này không phải là đá được xây đâu nha các bạn. Những cái này người ta hoàn toàn xếp, xếp và nó rất chắc. Đó, các bạn nhìn thấy chắc lắm nhá, được xếp đấy các bạn. Xếp, đó, đó. Hoàn toàn không có vôi, không có cái gì hết á. Không có xi măng gì đâu mà được xếp hết tất cả mọi như thế này. Và chúng ta nghĩ là xếp đá như thế này rất dễ nhưng không phải, khá là khó các bạn. Những người mà biết xếp được những như thế này thì họ là đều là những nghệ nhân hết các bạn. Đó, bởi vì phải có một cái kỹ thuật, phải biết cách để xếp chứ không phải ai cũng xếp được như thế này nha các bạn. Và đến khu vực này thì các bạn có thể cảm nhận được một cái vẻ đẹp của miền sơn cước, miền núi, một cái vẻ đẹp rất là hoang sơ, một cuộc sống hòa mình với thiên nhiên, không xô bồ. Và bạn cảm thấy thư thái hơn rất là nhiều phải không? Những ngôi nhà trình tường, nét kiến trúc độc đáo chỉ có ở thung lũng này là những ngôi nhà nhỏ, sơn màu vàng, đơn sơ, bình dị. Tuy nhiên, đây là nét kiến trúc mà người dân phố cáo luôn tự hào. Khi mới nghe đến cái tên phố cáo lần đầu, chắc chắn ai cũng có thể nghĩ đây sẽ là một khu phố sầm uất như ở các thành phố. Tuy nhiên đây là một thung lũng vùng cao nên khác xa với tưởng tượng của mọi người. Khi đến đây, du khách sẽ nhận ra được nét hoang sơ, mộc mạc của địa danh này. Người dân phố cáo phần lớn là người dân tộc, cuộc sống còn nghèo khó tuy nhiên lại rất thân thiện. Họ chào đón những người khác lạ bằng những nụ cười ấm áp và luôn mở rộng cửa mời khách vào nhà chơi. Yeah, yeah. Không có mẹ. À thế à? Mẹ mới rồi. À. Dạ. Thôi cả. Trời. Xếp cái này, đá này là xếp phải biết cách mới xếp được nhà chú nhỉ. Chứ không phải tự nhiên mà xếp được đâu, đúng không ạ? Vâng, thế hay quá. Chú có chút quà cho cháu nha. Nhá. Chào cháu nha. Rồi. Nha. Ngoan nhá. Cháu ngoan nhá. Rồi. Tạm biệt phố cáo. Tạm biệt phố cáo, tạm biệt cháu, tạm biệt bà chú nha. Và bây giờ Patea đã đến địa phận Sủng La, cách huyện Đồng Văn hơn 20 km, hướng từ Yên Minh lên thị trấn Đồng Văn. Sủng La là xã vùng cao, là thung lũng đẹp nhất toàn cao nguyên đá Đồng Văn. Và Pertea đã đến Sùng La, thung lũng của chuyện của Pao đây. Và các bạn đã nhìn thấy ở đây có những cái cô bé rất là dễ thương. Cộng những cái hoa này, hoa gì? Hoa cải. Đó, cộng những cái hoa cải này. Rất là dễ thương. Cho cộng hoa cải này làm gì đấy? Chụp ảnh. Để thêm chụp ảnh đấy hả? À, tức là để mọi người sẽ chụp ảnh cháu đấy hả? Những cô gái, những cô bé này bây giờ thì thay vì hồi xưa thì làm nông thì bây giờ sẽ cấu hoa cải. Du khách sẽ nhờ những cô bé tạo dáng để rồi chụp những tấm ảnh với các cô bé địa phương.
thung lũng đẹp nhất. Các bạn có thể thấy hoa đào này, đó, hoa ban, hoa, các cái loại hoa bây giờ nó đang nở hết ra ở đây. Các bạn nhìn coi rất là đẹp, đẹp lắm. Đặc biệt là nếu mà các bạn là các bạn nữ thì các bạn sẽ rất là thích. Bây giờ đây là làng văn hóa du lịch Lũng Cận. Và chúng ta sẽ đi vào khu vực nhà của Pao. Dạ cháu ơi. Bánh tam giác mạch bao tiền một cái, làm một cái đi. Bây giờ mới phát hiện ra là tất cả tiền để ngoài xe. Đây là tam giác mạch rồi, được nướng đúng không cháu? À, anh gửi này một cái, à hai cái đi, hai cái luôn đi. Rồi nóng hổi, vừa thổi vừa ăn nha. Rồi gì nhá, này thì mua hai cái bánh tam giác mạch. Đó, đây là không gian ở phía trong của ngôi nhà mà bộ phim Chuyện của Pao được bấm máy và quay tại đây. Và bây giờ thì ngôi nhà này mở cửa cho khách tham quan. Các bạn nhìn thấy rất là đẹp, một nhà rất là đẹp, một không gian nó đẹp đó các bạn. Đó. Trước cổng vào đó là hai cái cây đào to, cái cổng như thế này và hai cây đào to đẹp. Thì các bạn đang nhìn thấy chúng ta đang đi vào phía trong của ngôi nhà này, và các bạn thấy đây là nhà gỗ này các bạn, đó, và tường đất nha. Thì bộ phim Chuyện của Pao thì bây giờ thì một số cái cảnh quay đã được phóng thành những cái bức ảnh như thế này đây các bạn, và để tại nơi đây để cho du khách có thể tìm hiểu thêm. Đó, đây là cái ngôi nhà kiến trúc theo đúng cái kiến trúc của người dân tộc Hơ Mông luôn các bạn. Các bạn trẻ, các bạn đặc biệt là các bạn nữ thì chắc chắn sẽ rất thích cái ngôi nhà này, bởi vì ở trong cái ngôi nhà này thì cho chúng ta rất nhiều cái góc để các bạn có được những tấm ảnh đẹp. Và chúng ta vừa rồi chúng ta vừa dạo dạo một vòng phía trong của ngôi nhà mà được lấy bức cảnh để quay cái bộ phim Chuyện của Pao. Và các bạn thấy cái ngôi nhà này mang kiến trúc rất là đặc trưng của người dân ở nơi đây, rất đẹp, là một cái địa điểm đáng để chúng ta lưu đến khi một khi mà các bạn đi qua thung lũng cái thung lũng này nha các bạn, rất đẹp. Có thể mua một số cái vật phẩm do người dân nơi đây làm ra này các bạn, trong đó có những cái loại gia vị mà màu sắc rất là sặc sỡ, rất là đẹp, và ví dụ như là mắc kén chẳng hạn đó, thì hay là quả ốc chó các bạn có thể mua tại nơi đây, tất cả đều là do người dân ở đây người làm đấy các bạn. Ở đây cũng có những cái loại bánh được tạo bởi tam giác mạch này, các bạn cũng có thể mua làm quà. Cái này là mắc kén hả chị? Cái này. À đây mắc kén đây. Đây là mắc kén của người dân này. Mắc kén ở mình luôn hả chị? Vâng, mắc kén của mình luôn. Đây là mắc kén ở tại nơi đây đó các bạn. Đó. Đó có phải là hạt ốc chó không ạ? Vâng, đây là hạt, đây là quả, ở đây là hạt. À rồi. À đây là hạt ốc chó này. Chị này đang tách hạt ốc chó.
Buổi chiều thì các cháu bé đang đi hái hoa cải. À, rất là vui. Đến đây chúng ta có thể cảm nhận được cái văn hóa và cuộc sống ở tại khu vực này. Nếu để nói cái cảm nghĩ, cái cảm nhận của mình thì thực sự cuộc sống nơi đây nó êm đềm, nó hòa với thiên nhiên và thực sự là nó muốn níu chân mình lại. Mình thì rất thích và tôi rất thích sống hòa mình với thiên nhiên. Và chắc là cũng không chỉ PTA mà chắc là cũng nhiều người, nhiều bạn cũng thế phải không? Khi mà chúng ta sống mà chúng ta được hòa với thiên nhiên, chúng ta cảm thấy con người mình cảm giác rất là thích thú, rất là tuyệt. Thật sự là PTA cũng không biết phải dùng cái từ gì để diễn tả hết đâu các bạn. Thôi thì các bạn cứ ngắm khung cảnh ở khu vực này, ngắm khung cảnh tại đây, và rồi các bạn tự cảm nhận. Và nếu các bạn lên Hà Giang thì nhất định phải ghé khu vực này, nhất định phải ghé chỗ này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra phía đường kia, hai bên đường rất là đẹp. Thung lũng Sủng Là nằm trên quốc lộ 4C, cách huyện Đồng Văn hơn 20 km, nối những thị trấn trên mảnh đất Hà Giang. Bất kỳ ai đến với mảnh đất này cũng sẽ cảm thấy Sủng La nhẹ nhàng và bình yên. Sủng La là nơi sinh sống của người các dân tộc thiểu số Hờ Mông, Lô Lô và Hán. Trong đó, người Hờ Mông chiếm đa số. Là thung lũng đẹp nhất vùng cao nguyên đá Đồng Văn, vẻ đẹp nơi đây là sự điểm tô của những nhành hoa lê, hoa đào, hoa mận, những cánh đồng hoa tam giác mạch, những cánh đồng hoa cải. Thấp thoáng sau những nhành hoa là những ngôi nhà trình tường đã biến đổi theo sự thăng trầm của thời gian, nhưng vẫn còn đó nguyên vẹn nét đơn sơ, cổ kính, mang hơi thở bản sắc văn hóa dân tộc người. Ngôi nhà gần 100 năm tuổi ở bản Lô Lô này chính là cảnh quay cho bộ phim Nhà của Pao. Như một bức tranh thiên nhiên đa màu sắc, đặc biệt là những cánh đồng hoa làm khung cảnh thiên nhiên cao nguyên đá vốn lạnh lẽo biến thành một bức tranh tuyệt mỹ rực rỡ màu sắc, như các ví von rất nên thơ mà chúng ta thường nghe, đã cũng nở hoa, thật là nổi bật và quyến rũ. Con người nơi đây thật thà, chất phác, họ rất cởi mở và có lòng hiếu khách. Đến đây bạn sẽ thật sự cảm thấy thoải mái, thư giãn và rất bình yên. Đặc biệt là cứ mỗi độ Tết đến xuân về, thung lũng Sủng Là lại rộn ràng đón du khách đến tham quan ngày một đông hơn. Mặc dù đang còn rất là lưu luyến nhưng mà bây giờ thì Patia phải nói lời tạm biệt thung lũng Sủng Là, nơi câu chuyện của Bao được bắt đầu. Và các bạn đang thấy ở đây những cành đào vẫn đang nở rất đẹp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình tiếp theo, đi đến Đồng Văn.